Thưa quý vị, UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị. Trong đó, đáng chú ý, thành phố muốn hoàn thiện đề án phân vùng hạn chế hoạt động, tiến tới cấm hẳn xe máy trên địa bàn nội thành vào năm 2030. Tuy nhiên, việc này lại đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Và liệu đề án có thực sự phù hợp với tình hình phát triển thực tế của giao thông thủ đô hiện nay? Ghi nhận của phóng viên VTC14. Hà Nội sẽ giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện việc cấm xe máy tại 12 quận nội thành trong giai đoạn 2023 đến năm 2025. Tuy nhiên, không ít người đã nghi ngờ về mức độ khả thi của đề án. Thấy rất bất cập vì là bây giờ phương tiện cá nhân đi lại giao thông ở trong thành phố thì chưa đầy đủ đảm bảo đến tận từng nhà, từng ngõ. Bây giờ mà không cho người dân đi xe máy thì rất bất cập. Cái đề án đấy khả năng không khả thi vì người dân bây giờ gần như là nhà nào cũng có xe máy. Nên là nếu mà ra cái đề án thế thì phải hệ thống giao thông của mình nó phải đồng bộ thì mới dừng được cái xe máy đấy được. Thành phố cho biết việc phân vùng hạn chế hoạt động xe máy phải phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy trên địa bàn mới chỉ có một tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông hoạt động. Còn tuyến metro Nhổn ga Hà Nội lùi thời hạn hoàn thành đến tận năm 2027, trong khi hệ thống xe buýt mới đáp ứng được khoảng 18% nhu cầu. Nếu mà với cái cách làm luộm thuộm như hiện nay ấy, thì chả có cái gì nó đúng hạn thời hạn cả. Thì chúng ta biết rằng là nếu mà cứ theo đúng kế hoạch thì năm 2020 là phải có mấy trăm km đường sắt đô thị, nhưng thực tế là đến năm 24 rồi mà bây giờ vẫn có 7% trong cái mục tiêu ra thôi. Hệ thống giao thông của Hà Nội hiện tại bây giờ nó chưa đồng bộ nên là việc đi lại của người dân gặp rất là nhiều khó khăn, như xe buýt với cả các tuyến nó không nối liền nhau một mạch. Ngoài việc hệ thống giao thông công cộng chưa thể đáp ứng thì hiện nay một bộ phận lớn người dân vẫn sử dụng xe máy làm công cụ mưu sinh, cho nên rõ ràng việc cấm hoàn toàn loại phương tiện này sẽ tạo ra những tác động không nhỏ. Có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta, con người ta bây giờ, tất cả xã hội bây giờ phải có việc đi lại, giao thông nó như là cái việc mà mạch máu vận chuyển máu thôi. Bây giờ mà chúng ta nói là cấm thì không thể nào có thể cấm được. Cấm có nghĩa là tạo ra một cái sự đình trệ hoạt động của xã hội và như vậy nó kéo theo tức là cái liên quan đến đời sống, kinh tế xã hội và phát triển kinh tế. Trong cái điều kiện giao thông và cuộc sống xã hội bình thường bây giờ, mà chúng ta đặt vấn đề là chúng ta cấm xe máy ngay lập tức thì đấy có một cái gì đấy nó cứng nhắc mà có thể dẫn đến sự đổ bể. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí luôn ở mức báo động. Trong khi đó, hoạt động giao thông của hai loại phương tiện là ô tô và xe máy chiếm 70% nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí. Việc cấm xe máy được cho là sẽ giảm bớt đáng kể mức độ ô nhiễm và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Thế nhưng với thực tế hiện nay, việc áp dụng ngay biện pháp mạnh tay cấm phương tiện thì cần phải tính toán thật sự hợp lý, bởi ảnh hưởng mà đề án này gây ra sẽ là không nhỏ, đặc biệt với bộ phận người lao động thu nhập thấp và công việc gắn liền với phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn từ quận ủy Tây Hồ đến đường Phạm Văn Đồng, được Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư nhằm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Nhưng cho tới nay đã 14 năm, dự án này vẫn chưa được triển khai. Việc chậm triển khai đang có những nguy cơ gây ra những lãng phí và đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân. Trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn có hàng trăm hộ dân là bộ đội hưu trí và người có công với cách mạng. Nhiều thế hệ đã sinh sống ổn định tại khu tập thể pháo binh hàng chục năm qua. Để đảm bảo cuộc sống sau khi về hưu, ông Nguyễn Đình Phúc, nguyên cán bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh, mở một cửa hàng sửa xe máy nhỏ ngay trên tuyến đường này. Những vết sửa chữa trên căn nhà chỉ là tạm bợ do không biết bao giờ dự án sẽ triển khai. Nhiều nhà có xây dựng gì đâu, nhiều nhà chỉ có để nhà cấp 4, dột nát coi như là ấy, cứ sửa đi sửa lại cứ quanh năm ngày tháng, phải chấp nhận đủ loại điều. Nếu mà dự án treo mà cảm thấy nghĩa là cái đường không khả thi lắm, không phải làm, không làm đến thì thông báo cho bà con nó ổn định. Còn đây là chỗ ở của ba thế hệ trong gia đình nguyên bộ đội tình nguyện Nguyễn Hữu Trường. Toàn bộ hệ thống tường nhà luôn trong tình trạng ẩm mốc, không dám chi số tiền lớn để sửa chữa bởi tâm trạng luôn bất an khi tuyến đường vẫn treo nhiều năm qua. Gia đình sống theo đồng lương,
Thế bây giờ mà quay sang mấy đồng tiết kiệm xây dựng gia đình, xây dựng cái sửa sang cái nhà này, cái lại bị phá thì đúng là hầu như họ thấy trắng. Thế nên là không dám làm, ở cái thấp thỏm này không ở được. Còn nếu không thì để chúng tôi yên tâm, chúng tôi sửa sang lại nhà thôi. Cũng vì dự án treo nhiều năm qua, hiện trạng sử dụng đất hai bên đường Nguyễn Hoàng Tôn đã thay đổi. Nhiều nhà xưởng, gara ô tô không phép với quy mô lớn đã bọc lên, khiến cho đời sống của 143 hộ dân ở khu tập thể Pháo Binh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân ở đây rất vất vả. Vất vả cái nhất là không được xây dựng. Hai nữa là cũng chỉ được phép như vậy là cải tạo và qua và tạm thôi. Vì quyết định của nhà nước thì cho như vậy, nhưng mà về cái dự án đâm ra là các cấp chính quyền không cấp giấy phép xây dựng. Kể cả là cái đường nước ở đây, người dân cũng phải tự bỏ tiền ra làm. Thời gian qua, cả nước có không ít dự án treo đã và đang gây ra hậu quả lãng phí nguồn lực đất đai, kìm hãm sự phát triển đất nước. Khi các cơ quan quản lý nhà nước vẫn loay hoay, chưa có phương án cụ thể với những dự án treo, thì người chịu thiệt thòi lớn nhất vẫn là người dân. Chiều nay 18 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận đã tổ chức khánh thành hai dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, đoạn Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Lễ khánh thành được tổ chức ở hai điểm cầu tại km 33+800, dự án Nha Trang Cam Lâm thuộc địa bàn của xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và điểm cầu tại km 1604+700. Dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận. Dự án thành phần đoạn Nha Trang Cam Lâm là một trong số 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư có chiều dài tuyến 49,1 km. Dự án đi qua các huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn thực hiện dự án hơn 5.500 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc 120 km/h. Đối với dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài tuyến khoảng 100,8 km đi qua địa phận các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế là đường cao tốc, vận tốc thiết kế từ 100 đến 120 km/h. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 17 tháng 6, huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính và khai mạc triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh năm 2023. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng do Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu và thúc đẩy phát triển kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn của huyện đạt được thời gian qua. Đồng thời quảng bá giới thiệu các làng nghề truyền thống, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP được chứng nhận của huyện đến với người dân, gắn với tuyên truyền về kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Hội chợ đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh, các nghệ nhân, hộ sản xuất kinh doanh làng nghề cả trong và ngoài huyện được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các tác phẩm sinh vật cảnh, nông sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, các thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại, phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, tạo cầu nối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, sản phẩm làng nghề. Hội chợ diễn ra từ ngày 16 cho đến ngày 26 tháng 6.